cả nhà, thì hôm nay mình sẽ quay clip là làm đồ chơi từ lá dừa nha. Tới gì? Ok, tiếp theo Vinh sẽ làm gì đây? Sẽ là cây trong đống. Rồi làm đi. Rồi hướng dẫn nha, vừa làm vừa hướng dẫn đàng hoàng. Ok, đầu tiên ta có một cái lá dừa thì không ai thắc mắc rồi. Ok. Bây giờ mình có lá dừa rồi, mình sẽ cắt cái chuyện cái khúc nãy á. Ok, nói cắt như đây thôi nha mọi người. Tại sao có nhiêu đó vậy? Cắt như đây thôi để làm cái trống đẹp. Ý là cắt nhiêu đó là để làm cho nó đẹp đúng không? Đúng rồi. Vinh phải giải thích rõ ràng vậy. Ok, mình đã tách hai cái miếng lá dừa này ra rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cái trong đống nha. Đầu tiên bạn để một cái lá lên bàn. Rồi có thể ngửa một tấm lên. Rồi cái lá kia thì bạn để một nhẹ. Và bây giờ chúng ta lấy cái lá hồi nãy mà mới để xuống đầu tiên á, cái lá mặt đậm á, ấy vô kính giữa nè. Mà tiếp tục kính giữa là cái gì? Kính giữa là cái gì? Ở kính giữa của cái lá dừa. Nhưng mà kính giữa là cái gì? Kính giữa là ở kính giữa á. Chính giữa hay là kính giữa? Kính giữa. Gì cây á, dung tư cây á? Kính giữa. Là chính giữa. Chính giữa. Ở chính giữa nha. Đúng rồi. Chúng ta lấy cái lá ở bên phải của mình á là tương ứng với cái lá bên trái của bạn. Thì mình sẽ xỏ vô đây nè nó. Rồi mình lấy cái lá ở dưới mình xỏ là luôn, mình xỏ vô lỗ. Xỏ vô lỗ nha. Giờ xỏ trật lỗ được không? Không. Rồi sau đó chúng ta sẽ xỏ vô lỗ cuối cùng. Giờ caramel để thổi đâu. Rồi cái lá này ở chính giữa. Mình thọt vô cái lỗ mới xỏ. Caramel phụ đi caramel. Sao ở làm gì kỳ vậy, làm bắt người ta phụ là sao? Thì phụ đi. Phụ chéo vô. Rồi. Phụ Vịnh thôi nha. Rước con Vinh đi coi. Nó quần quá à. Rồi vậy, trong trống này nó quay bằng cái động cơ gì? Rồi mình rút ngang. Sau đó nè anh Phúc hỏi nè, cái trong trống này nó quay bằng động cơ gì? Rồi bí mật không được bật mí. Bí mật bật mí trước thì nó hết hay á, hiểu không? Rồi mình làm gì, làm vậy là cái gì? Chúng ta cắt cái đường chéo mỗi cái cánh như thế này nha. Rồi có lấy thước đo cho bằng không? Hử? Có cách. Cái ngắn dữ hả? Ngắn vậy sao nó quay? Ta để dài dài nó dễ quay chứ. Mày nào có thước thì dùng thước, nhà nghèo không có thước thì mình dùng tay cắt đại vậy. Ừ. Xỏ lá dừa. Xỏ cộng ngân dừa vô ngay cái giữa. Đâu kính giữa nè. À ngay đó đó hả? Rồi. Tiếp theo á mình lấy cái lá dừa thừa nãy á. Ừ. Mình cắt một cái hình vuông hình chữ nhật gì á tùy theo bạn. Ừ. Mình xỏ vô cái cọng ngân ở trên nha. Xỏ vô. Rút tới cái cọng trống luôn. Ừ. Đó, vậy. Rồi làm sao? Tại sao phải cắt phần thừa đó đi? Ok, bây giờ bạn đi theo mình nha. Đi đâu à? Đi dễ hay gì? Ủa gì hả? Cái khúc này nè. Trời ơi, đi mở bên này người kia đó. Mệt hết rồi, mệt à. Trời ơi, đi cũng dắt nè. Rồi bây giờ mình tiếp tục. Trời ơi, mang dép hiệu được không tơi đâu. Có đôi dép kì. Rồi Adidas rồi đàng hoàng nha. Chơi đâu à? Chơi như đá cho câu lạc bộ Arsenal đồ. Rồi ok. Lương nhiên tháng. Không biết. Rồi. Tháng chừng triệu một tháng. Triệu gì? Triệu đô hả? Ok, bây giờ mình sẽ lấy trống hút nè. Mình có trống hút rồi. Giờ lấy cái phần gân này nè. Không có quá lỗ. Mình chọn cái phần gân vô. Nó. Rồi mình chỉ cần để cái trong trống này ngay. Để đầu. Động trống này vô ngay cái quạt rồi nó sẽ quay thôi. Vậy là nó quay bằng động cơ vậy? Động cơ quạt. Nó quay bằng gió. Đợi mình đi lấy cái quạt nha mọi người. Thôi để ngoài gió kìa, gió tự nhiên kìa. Không thôi vậy nè.
không thôi Vinh 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 thổi nó coi. Vì kỳ thổi có gió mà nó không quay gì trơn hả? Đó đó, ôi hay đó, gió gió nhiều rồi đó. Đâu đâu đâu, Vinh chạy rồi, Vinh chạy rồi, quay không? Vinh chạy rồi, chạy ngược gió nó mới quay, chạy xuôi gió sao nó quay. Chạy vô coi. Cái gì mày đứng xíu, thấy đứng im không vậy? Đang đứng. Người ta phải bào cái này cho nó tròn, bậy làm gì nó hư sao? Ừ, không có hiểu cái nguyên lý hoạt động gì hết. Nè, cái này nè. Ok, ta bào đúng rồi, ta bào ra, bào ra cho nó sạch sẽ nó mới quay được chứ. Rồi, bào xong rồi đó. Nó gọn rồi. Rồi, giờ chạy lại coi. Ừ, đi lặng đẳng ai. Coi thử nghiệm lại coi. Đó, thấy nó quay chưa? Nhớ nhanh luôn. Quay lại cho mọi người coi nè nha. Nè nè, gió gió tới nè, chạy nhanh lên, gió tới đó 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 đó, đúng rồi, thấy chưa? Ủa sao sao Châu gỡ đồng hồ ra rồi? Vinh ra ngoài, Vinh đứng rồi, Vinh chờ có gió Vinh hãy chạy vô nghe. Chưa? Đâu mà rung lay, lá dừa im ru nè. Ờ nhưng mà trong đây nó im ru à. Có cần? Đó thấy chưa? Cãi 1 phút không à. Đâu có quay đâu. Giờ giờ Vinh ra ngoài đi. Có cần lấy ghế ngồi không? Ngồi đợi gió đi. Rồi tới làm món gì nữa? Ok. Tiếp theo á. Gì mới chạy mấy vòng mình thở dữ hả? Ok. Coi như cái này là thành công rồi nha mọi người. À, để đây. Giờ đem bán đi. Rồi. Bán được có năm mấy ngàn. Năm mươi mấy ngàn hả? Bán được có mấy ngàn. Mấy ngàn là mấy ngàn? Cá vậy 5 ngàn. Hả? Chưa 5 giờ mà. Tới 5 giờ người ta mới chạy. Giờ bây giờ mình sẽ dọn dẹp vệ sinh xíu nha mọi người. Đó, để quàng bệt. Để quàng bệt đó hả? Rồi bây giờ tới làm gì nữa? Sẽ làm cây kiếm. Mời đẹp. Mời đẹp. Chào cả nhà đi. Chào đi. Ok thì video đến đây là hết nha mọi người. Thì nếu mọi người thích video này thì hãy cho mình một like, share và nhấn đăng ký để ủng hộ Ok Food Pro Vlog nha. Bây giờ thì tạm biệt các nha.